Thưa quý vị, trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn tại một phòng giao dịch ngân hàng chi nhánh Cửa Lò. Sự việc khiến rất nhiều người cảm thấy lo lắng về sự an toàn tại các ngân hàng hiện nay. Bởi đây là vụ cướp ngân hàng thứ hai xảy ra tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thông tin ban đầu vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 1 tháng 2, một đối tượng đã táo tợn gây ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng thị xã Cửa Lò, đóng ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Tên cướp rất manh động, lao vào phòng giao dịch ngân hàng chi nhánh Cửa Lò để cướp. Sau khi gây án, tên cướp đã bỏ chạy về hướng thành phố Vinh. Theo một số người dân, tên cướp có mang theo dao, vật liệu nổ để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng và cướp tiền. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực truy bắt tên cướp. Trước đó vào ngày 14 tháng 11, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cũng đã xảy ra vụ cướp ngân hàng bằng dao. Tuy nhiên, nhờ sự tinh ý của bảo vệ và nhân viên ngân hàng nên mọi người hô hoán khiến tên cướp phải tháo chạy.